Quang Linh Vlog thất tình vì Thùy Tiên tuyên bố chỉ xem là anh trai, fan đẩy thuyền cần tỉnh táo. Cuộc hội ngộ của Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog được cư dân mạng quan tâm trong suốt những ngày qua. Ngoài việc được đẩy thuyền vì quá đẹp đôi thì nhiều người dành sự ngưỡng mộ bởi những việc làm nhân văn mà cả hai mang lại cho cộng đồng. Theo đó, sau khi Quang Linh Vlog trở về Việt Nam, anh và Thùy Tiên cùng nhau có mặt tại Hà Giang để hoàn thành công trình thiện nguyện như dự định trước đó. Sau chuyến đi này, Hoa hậu Thùy Tiên đã có những trải lòng về việc gặp khó khăn, sự cố trong quá trình làm từ thiện ở vùng sâu. Sau tất cả, Hoa hậu Thùy Tiên cũng dành những cảm xúc đặc biệt khi hội ngộ Quang Linh Vlog tại Việt Nam. Tiên có bị ngã trong lúc di chuyển, nhưng chỉ thực sự hoảng sợ khi một người anh chở mình bị ngã và trượt xuống. Rất may là mọi người đều an toàn sau chuyến đi này. Đó thực sự là một kỷ niệm khó quên, Thùy Tiên chia sẻ về sự cố khi đi từ thiện. Nói về người bạn đồng hành là Quang Linh, cựu Miss Trend International dành không ít lời có cánh, trong cô một mực khẳng định cả hai chỉ là anh em tốt. Cô trải lòng, anh Quang Linh cũng như các thành viên khác của Tiên Việt Phi đều là người anh mà Tiên rất quý khi cùng mang lý tưởng yêu thương giúp đỡ mọi người, đặc biệt khi tất cả mọi người đã làm việc cùng nhau trước đó. Tiên và Tiên Việt Phi phần nào đã có sự ăn ý và hiểu nhau. Hy vọng với điều đó, mình và Tiên Việt Phi sẽ đồng hành cùng nhau nhiều hơn nữa để có càng nhiều dự án cộng đồng được thực hiện. Chia sẻ của nàng hậu khiến một số fan cảm thấy thất vọng bởi họ luôn mong muốn Thùy Tiên và Quang Linh thành một đôi. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đẩy thuyền không xấu nhưng đừng quên đi quá giới hạn. Hãy để cho cả hai có cuộc sống và lựa chọn riêng. Đây không phải là lần đầu tiên Hoa hậu Thùy Tiên và YouTuber Quang Linh được dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền. Tháng 7 năm 2022, Hoa hậu Thùy Tiên cùng ekip đã có chuyến sang Angola, kết hợp Quang Linh xây hai giếng nước sạch để giúp đỡ 300 hộ dân nghèo nơi đây. Thời điểm gần đây, những video hình ảnh có sự tương tác giữa Thùy Tiên và Quang Linh đã gây sốt mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ nhận xét Thùy Tiên và Quang Linh có điểm chung như tính cách thân thiện, giản dị, nhờ sự thoải mái, chân thật, cả hai kết hợp ân ý trong các hoạt động từ thiện. Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết, cô và Quang Linh vốn biết nhau trước chuyến thiện nguyện ở Angola vào năm ngoái, bởi cả hai cùng là cổ đông của một công ty. Nói về việc được dân mạng đẩy thuyền với YouTuber, Thùy Tiên cho biết cô rất vui bởi điều này chứng tỏ cả hai nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm của công chúng. Khán giả không chỉ yêu mến cặp đôi bằng lời nói mong họ nên duyên, các fan còn ghép hình Thùy Tiên và Quang Linh trong vai chú rể cô dâu vô cùng đáng yêu. Mỗi khi Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên gặp gỡ, dân tình hào hứng mạnh đẩy thuyền. Xuyên suốt chặng hành trình, cả hai đã có nhiều biểu cảm ngại ngùng và vui vẻ như cặp đôi mới yêu khiến dân tình ship lấy ship để trên mạng xã hội. Nhiều người vì quá yêu mến cặp đôi nên đã bỏ thời gian để ngồi dựng lên siêu phẩm với 1001 bức hình khác nhau. Chiếm spotlight nhất có lẽ là bộ ảnh cưới được cho ra mắt bởi các big fan, trong khi Quang Linh bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, còn Thùy Tiên hóa nàng thơ trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Những bức hình ngộ nghĩnh trên các diễn đàn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng khiến ai cũng thích thú. Không ít những ý kiến đều bày tỏ mong ước rằng Thuyền, Linh, Tiên sớm cập bến như kỳ vọng của mọi người. Kể từ sau chuyến từ thiện tại Angola, Thùy Tiên Quang Linh Vlog là một trong những couple được người hâm mộ đẩy thuyền đầy quyết liệt. Thùy Tiên được khán giả yêu quý bởi tính cách hòa đồng, thân thiện. Cô thường xuyên tương tác với khán giả trên mạng xã hội và không ngại chia sẻ những tình huống vui tươi.